Ủa trong nhà không hết anh đem ra đây làm gì anh? Trời đất ơi em hết ở trong nhà đó, tóc bay tùm lum rồi mất công quét dọn nữa. Rồi đó ra ta phủ cái khăn cái nè. Rồi. Rồi nay tính tạo kiểu tóc gì nói đi. Thì cái kiểu nào hợp với cái gương mặt của em á anh cứ hết. Cạo chọc đi. Hả? Vì cái mốt đó là cũ lắm rồi, thời gian đâu mà cạo chọc. À, cha mặt này cũng thon thon nè. Sai phót nha. Cái okay. Kiểu mà giống giống anh gì nè, 73 đó. Rồi. À, ok. Bạn nhìn nè. Đó, đi quay phim với mình mà tóc tai để bù xù như vậy nè đó. Phụ huynh nhìn vô mất thiện cảm mà lấy gì mà cho con của họ coi kênh của mình. Đây tao hết gọn lại cho mày ơi. Rồi okay. Coi nè, coi cái máy phớt nữa nè các bạn. Ứ gan không? Anh chính. Vô quay clip nè, đứng đây hết tóc gì nữa. Ủa anh hẹn mấy đứa mấy giờ tới ta? Dạ 9 giờ. Giờ mới hơn 8 giờ, em tới sớm thì em phải chờ anh hết xong cái đồ anh Phong đi. Ủa anh Phong ai đồ của em? Gì? Hôm nay anh định tạo kiểu tóc gì vậy? Anh tính cắt ngắn cho nó thoải mái mà. Em thần tượng anh, cái buộc tóc giống anh nè. Chưa được 24 tiếng nữa anh cắt tóc luôn rồi. Anh tính cạo luôn cho nó mát đó mày. Hôm bữa anh đi ăn bún đậu mắm tôm, định chấm cái miếng thịt xuống mắm tôm, mà cái miếng thịt chưa kịp chấm mắm tôm nữa là cái đầu của anh nó nhúng xuống rồi. Về hay gọi đầu mấy bữa luôn không hết thúi. Nên này mới đi cắt nè. Thôi mày hết cái đầu gọn đó là phải rồi mày. Vừa mát mà vừa khỏe nữa. Anh nhìn ơi, cũng gần Tết rồi nè. Mà cái đầu của mấy đứa em á chưa ai được hết hết trơn á. Hay là bây giờ mình làm cái tập 2 của series hớt tóc đi. Để tụi em đẹp trai, ăn Tết mới ngon lành chứ. Ê Ngọc, em tin đổi với anh đi. Lần này á, anh sẽ tạo cho em một cái kiểu tóc ha. Có 1 không 2 trong cái sớm này luôn. Thôi, anh muốn tạo kiểu tóc kiểu hình vậy thì anh kiếm khác đi, đừng kêu em. Hôm bữa bạn, mình chung đội với anh Ngáo với anh Hùng nè, chắn cái đầu mình sao về cha mẹ mình thấy lao quá trời luôn. Thôi được rồi, vậy thì lần này anh sẽ kiếm cho mấy em một cái mô hình cộng với bộ tóc giả cho em tạo kiểu ở trên đó. Tạo kiểu tóc trên hai con ma đa canh đó nha. Tào lao, con ma đa canh nó thấy gớm, cái đầu bù xù mà tạo kiểu tóc gì. Anh sẽ đi mua cho mấy đứa em những cái con búp bê siêu cute đầu cỏ để cho mấy em tha hồ muốn tạo kiểu gì trên đó thì tạo, mà về nhà khỏi sợ cha mẹ la luôn. Anh Vinh, cái đầu em anh chưa hết xong anh bỏ đi đâu vậy? Tính gà có mấy chục ngàn một con à các bạn ơi, siêu rẻ. Cầm giúp anh Vinh mấy con búp bê này đi. Nghe anh nói nè, bây giờ hai bạn sẽ là một cặp, và sau đó em sẽ về nhà chăm sóc con búp bê cỏ này cho nó lên tóc, rồi em 7 ngày sau tới đây tha hồ mà tạo kiểu tóc ở trên đó nha. Dạ. Đây ra đây, ở trên tay của anh. Anh gọi đến xích đằng kia đi. Để sầu bài lên cái đã. Ai bốc thăm trúng hai con số giống nhau sẽ trở thành một đội nha. Dạ. Cầm đi. Rồi. Góc. Góc nè. Coi chừng rớt bài đó. Trời ơi. Rồi. Số 1. Số 1. Trời ơi, vô thế của Ngáo luôn rồi trời ơi. Chọn con nào? Chị em chọn đó. Đó này. Trời ơi, cho em chọn đó đi. Anh em luôn. Số 2 đâu? Số 2 nè. Rồi. Em chọn con 2. Rồi, số 3. Này, số 3 đây anh ơi. Còn chó đây. Số 4. Số 4 nè. Chọn này đi. Số 5. Đây, số 5. Đây mấy đứa nghe cái cách anh hướng dẫn để cho cái con búp bê cỏ này lên tóc nè. Chứ không chịu nghe rồi nữa làm nó không lên tóc là thành đầu hói luôn đó. Về nhà ngâm nước nó lúc xuống dưới cái xô nước luôn. Để đó 10 tiếng đồng hồ cho anh. Rồi lấy lên đặt ở một cái nơi thoáng mát. 3 ngày sau nó sẽ nảy mầm. Thì dĩ nhiên trong cái quá trình để 3 ngày đó thì mấy em phải xịt gì? Xịt nước lên đầu nó mới lên tóc. Dạ. Sau một tuần lễ tóc của nó đủ dài rồi, em ôm hết mấy búp bê cỏ này tại nhà của anh Vinh để mà tạo kiểu, được chưa? Được. Người nào mà tạo được cái kiểu tóc đẹp nhất cho con búp bê nè, cho 2 triệu. Gì hết, đi về đi chạy, đi về đi chứ hả, về nhà chăm sóc đi chứ hả. Chào bạn, sau khi mình lấy con búp bê cỏ về, ngày nào mình cũng chăm sóc cho nó cẩn thận hết trơn á. Đây, bây giờ mình ra tưới nước cho nó nè. Xin trân trọng giới thiệu cho mọi người, đây là cái vàng lan nhà anh Vinh, là do một tay mình chăm sóc không đó. Bấy nhiêu nữa thôi là các bạn cũng đã biết cái trình âm hiểu về cây kiển của mình tới đâu phải không. Trời ơi, cái hoa lan này đẹp nè, để anh tưới nước cho em nè. Chắc là chưa đúng hơi chứ vậy.
tĩnh, bình tĩnh. Các bạn nên nhớ nha, nóng giận là làm hư hết một con người. Sẵn đây mình cũng có một cách chia sẻ các bạn để làm mình hết giận. Đó là uống một ngụm nước. Đây. Ui. Anh có cây sữa đậu đỏ đâu rồi? Anh để lãng kìa em. Anh chăm sóc nó có tốt không vậy? Trời ơi, anh mà chăm sóc là em khỏi có lo. Nhìn đi. Kì vậy ta. Hôm qua tóc của nó dựng đứng lên vậy nè, như cái chổi đó. Mà sao hôm nay trời lũi trơn rồi? Trời ơi, trên đầu nó bị nấm mốc luôn kìa anh nha. Thôi ngày mai em cầm con này vô quay đi heo ơi. Còn mình trốn luôn các bạn ơi. Chứ ló đầu vô là anh Vinh mặn thịt mình luôn á. Gán chăm sóc cái vàng lan của mình cho nó ra bông. Tết này mang ra phòng khách chân coi. Con búp bê cỏ ở đội mình nó lên tóc nè các bạn. Mà sao nó mọc lưa thưa không à. Không có mọc đều ta. Quang ơi Quang, con búp bê cỏ sao hả, ta mượn coi coi. Đây nè, đây nè. Ui, đẹp dữ vậy. Mày chăm sóc đỉnh quá Quang à. Lên tóc có nhiêu đây mà đỉnh cái gì. Tao còn sợ búp bê cỏ của mấy đội kia lên còn nhiều hơn của mình nữa đó. Mà trước khi chăm sóc, mày có ngâm nước 10 tiếng như là anh Vinh chỉ không vậy? Trời ơi, 10 tiếng thì nhầm nhò gì. Tao trừ hao ngâm cho nó một ngày luôn. Mà lên có mấy cọng leo ngoe gì nè. Có khi nào mày ngâm nước nhiều quá cái hạt giống bên trong nó bị úng rồi hư luôn không? Hư thì sao mà lên tóc được. Không chừng con mấy đội kia lên còn ít hơn của mình nữa đó. Xịt cái gì nữa. Coi tranh thủ đem cái con này qua nhà anh Vinh quay phim nè. Đi, đi nè. Dẹp cái bình đi. Chăm sóc dở quá. Khoe cái thành quả chăm sóc búp bê cỏ của mấy em đi. Anh ơi, quá nhiều tao. Gì mày? Nè, em chung đội với vậy bé heo. Em chung đội với anh Ngáo. Gần Ngáo đâu rồi? Bữa hổm anh Ngáo nhận chăm sóc cái con này nè, mà anh bỏ quên ngoài mưa, nên bây giờ nó bị thúi không lên tóc luôn á. Rồi thằng Ngáo đâu? Anh sợ lan, anh trốn luôn rồi. Nhìn đi, nhìn đi. Áo màu gì? Màu xanh. Tóc màu gì? Màu xanh. Chưa thấy đợi người ta chăm sóc chưa? Áo màu gì? Màu gì nè? Màu xanh. Tóc cũng màu xanh luôn nè. Thấy gì chưa? Tất cả đứng im, không được nhúc nhích. Vậy mày nhìn đi, thấy Quang đang mặc áo màu gì? Màu vàng. Bởi vậy nó chăm sóc con búp bê cỏ làm sao mà tóc nó héo vàng đậu hói luôn nè các bạn. Mà mày chung tim với khứa nào vậy? Em chung đội với Vũ Thanh. Rồi thằng Thanh đâu? Hình như nó cãi lộn với ghệ nữa rồi. À, nữa xíu nó tới liền chứ gì. Mà sao mày biết nó đang cự lộn với ghệ? Để em kể cho anh nghe nè. Hồi nãy bạn mình có đi ngang nhà nó, thấy nó gọi điện thoại với ai mà mặt nó căng lắm. Nó vừa nói chuyện nó vừa đấm ghê lắm. Gì mày? Mày nói thôi được rồi, hành động chi vậy? Mày nói thôi. Dạ. Để heo anh Ngáo chăm sóc búp bê không lên tóc rồi đúng không? Về với đội tôi đi. Mặc dù là cái đầu nó hơi thúi thiệt, nhưng mà dù sao tóc của nó cũng nhiều hơn con của bạn mà, đúng không? Đúng rồi đó. Bạn mà về đợi của hai đứa tôi nha, chắc chắn là cầm cúp luôn. Ai cho mày đứng gần mấy heo của tao? Thôi được rồi, được rồi. Chốt lại là bây giờ là hai đứa em muốn bé heo về chung team đúng không? Thôi em về đi cho hai này nó đỡ lộn xộn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo của từng team là kiếm chỗ tạo mẫu tóc cho các con búp bê cỏ của mình đi. Rồi đi tìm đi. Nó đi đâu ra ngoài trước vậy trời? Ngại vô ngại đây. Gì ta? Sao con mình tưới nước hoài mà nó vẫn héo? Cái con búp bê của bà bị hói chứng giữa nè. Tuy nó bị hói nhưng mà tóc nó còn đứng được nè. Còn con của mấy ông á, tóc nó sụi xuống vậy nè. Sao mà tao cứ tóc được? Ta thấy bé heo nó đúng rồi đó. Với lại cái con của mình nó vừa xấu mà còn thúi nữa. Ô nhiễm môi trường mày ơi, cất đi. Vậy giờ mình quyết định lấy con này tạo mẫu tóc cho nó đúng không? Ừ. Rồi tao dẹp con này luôn. Dẹp đi. Cái con này bây giờ mình tạo mẫu tóc gì cho nó đẹp ta? Vuốt thẳng lên á thì nó quá đơn giản. Phải chi này là mannequin, mình chỉ cần lấy tóc giả đậu lên cho nó là xong rồi. Ê, mới nói gì? Thì phải chi này là mannequin, mình chỉ cần lấy tóc giả đậu lên cho nó. Đúng rồi.
lấy tóc giả đội lên cho nó. Hiểu chưa, hiểu chưa? Hay mày, cái này được nè. Con này là búp bê cỏ thì mình phải lấy cỏ làm tóc cho nó mới được chứ. Có thì đâu, tưởng gì, thì mình lấy cỏ nhân tạo làm tóc cho nó thôi. Đúng rồi, cỏ nhân tạo đó. Ý kiến hay, ý kiến hay. Vậy thì hai ông lấy cỏ nhân tạo kim chỉ cho tôi đi, còn tôi đây nghiên cứu tạo con tóc cho nó. Ok, đi đại. Đây. Mà bây giờ mình kiếm cỏ nhân tạo đâu ra mày? Tao biết chỗ này có cỏ nhân tạo nè, quan trọng là mày có gan lấy không thôi. Chỗ nào? Mày nói đi. Thằng đại này mày sợ cái gì? Tao biết tao mới nói. Hồi sáng tao thấy anh Vinh có mua mấy cái chậu mai để ngoài sân á, quả dưới gốc cây có lót cỏ nhân tạo. Tao dám lấy không? Chơi đi, ngã đi, chơi. Giật. Wow. Sao tự nhiên lăn ra đây chị vậy? Dấp cái chậu bông té sẵn tiện lăn về vòng luôn cho nó ngầu. Bước ngáo đi cha nội, còn lấy cỏ nhân tạo lẹ rồi biến à. Phải biến nghèo mày nó đó chứ mày muốn gì nữa, lẩm đi. Dán lên nha Tiên, chứ chung đỏ với cưng chị lo quá. Lo gì không biết nè, tuy là tay chân của em hơi vụng về xíu thôi, nhưng mà ý tưởng của em thì hay lắm nha. Hay thiệt không? Chứ sao mỗi lần chia nhóm không có đứa nào dám chung đổi với cưng hết vậy? Tại lúc đó em chưa kịp thể hiện thôi. Thôi giờ chuyện đó quăng bên đi, giờ mình lon búp bê đồ cỏ trước nè. Hồi nãy cưng nói cái ý tưởng gì ha, nói chị nghe thử. Ai đâu cho em mượn chị Thảo? Theo em thì con búp bê đồ cỏ thì nên lên mạng tham khảo chị Thảo ơi. Trời, cái này ai mà không biết. Vậy hồi nãy nó ký tưởng hay lắm, nhưng mà chị Google hay hơn. Quên lấy ra đi. Từ từ. Rồi chỗ này được không? Không, ngồi chút xuống đi. Rồi vậy chỗ này. Ê, cái này được rồi chị Thảo. Cái này phải không? Đúng. Ok rồi. Chọn luôn. Muốn làm được kiểu tóc trên con búp bê này á, trước tiên mình phải cắt mấy cọng dư trước đã, rồi lấy hung buộc lại. Tiên, tôi đi lấy cái dư hung đi. Dạ. Khó thiệt, chăm sóc không kỹ thì nó không lên tóc, mà chăm sóc kỹ quá thì lên tóc quá nhiều, mà nó còn vẫn đứng lên nữa chứ. Mày nói đúng rồi đó. Mày tới nào vậy? Quan tâm làm chi mấy chuyện đó, quan trọng là mày cắt kiểu tóc gì cho con này nè. Ăn được hết, sai bát, đầu đinh, đầu môi hay là cạo chọc? Mày muốn dễ á, mày cạo chọc nó, xong rồi mày mua hình xăm, dán lên vậy cho nó ngầu lòi. Tào lao quá cha nội ơi, tự nhiên mình chăm sóc cực khổ cho tóc nó dài ra vậy nè, cái mày đi cạo. Vậy thì ngay từ đầu mình đừng có chăm sóc thấy khỏe ăn không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mày thấy tóc của mình không, vuốt theo chiều nào là nó xuôi theo chiều đó. Cái con này tóc của nó vẫn đứng lên có một chiều à, mày tạo kiểu tóc nào cho được đây? Ơi mày, rồi mình kiếm chỗ nào mát mát ngồi làm được không? Qua con ghế đá mình kia được mẹ đi nóng rồi. Này, tao chuẩn bị hết đồ nghề nè Thanh. Trời đất ơi, cắt tóc cho con này á chỉ cần một cái dao cạo chứ một cái kéo thôi. Từ để tao soạn cho. Một cái kéo này đúng không? Ê ê, cái gì mày? Ồ, con búp bê này là con gái hay gì? Có thấy cái nơ bướm nào? Đúng rồi, là con gái đó. Trời ơi, cha em làm gì vậy? Nguyên ngày hôm nay mày đừng có nhắc hai từ con gái trước mặt tao nha. Mày nó cãi lộn nữa hả? Chứ gì nữa, mỗi lần không hợp nhau một tí xíu thôi thả đầu chia tay. Mày trả lời nó làm sao? Không muốn vậy tao chiều nó luôn. Thất tình tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ. Mày biết không, tao cũng muốn được giống như mày vậy đó, chỉ chuyên tâm lo học hành thôi, còn chuyện gái gú nữa lớn tính sao mà không được. Đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo, đào tạo hết gạo mà vẫn ngu. Bỏ qua đi, trước mắt cái này mới là chuyện lớn nè. Mới chăm sóc có 10 ngày mà trên đầu nó quá trời cỏ luôn nè. Không biết người ta bỏ gì vô đây ha. Thì hạt giống chứ gì anh, với lại người ta phải để chất trồng nè, rồi phân vô đây nữa, phải đủ chất dinh dưỡng thì cỏ mới phát triển như vậy. Cái gì? Cưng mới nói người ta bỏ gì vô đây? Thì là hạt giống, lệ phân. What the hell? Cái gì ghê vậy? Mất vệ sinh, nghĩ sao được chơi mà lại bỏ shit vô đây.
Bữa gài không biết chăm sóc nó, gõ tay đụng vô chắc dính tùm lum luôn quá. Trời, anh nghĩ cái gì vậy anh Hùng? Tào lao quá. Ý em nói đây á là phân hóa học chứ không phải là phân động vật, anh hiểu không? Mà anh định tạo kiểu tóc gì cho con này vậy? Thì cưng cũng biết rồi đó, anh rất là u mê cái mái tóc của anh Phong. Nhưng mà ngặt cái á, tóc của anh chưa được dài nha ảnh. Cho nên anh sẽ tạo kiểu tóc cái con này y hệt kiểu tóc của anh Phong luôn, cái được không? Ê, em thấy kiểu đó được rồi nha. Vậy trước tiên á, mình sẽ lấy tông đơn cạo hai bên đầu cho nó. Rồi. Đẩy từ từ nha Phương, coi chừng chọc lóc luôn á. Tóc của nó mà không giống tóc anh Phong ha. Là mày tới công chuyện với anh. Để em, anh lo cắt mấy cái cỏ gãy đi kìa. Trời, tao cắt chùi lũ cái phần bên này luôn rồi. Cái con búp bê đầu cỏ của tôi. Cái con nhỏ này, mày ngồi im lại nghe. Không được đụng vô con thì nữa à. Tao kêu Phong lại. Mày quên nữa, tao đã kéo mày vùng với cái tông đường. Mà con mày ngứa tay mày cắt nữa. Có cỏ này mới hiểu. Kim chỉ có luôn rồi nè. Đây, bà kiếm được mẫu tóc nào đẹp chưa? Nãy giờ tôi kiếm trên mạng á mà không thấy mẫu nào ý chân á, cho nên từ từ thiết kế mẫu mới cho nó luôn rồi nè. Ủa gì kìa, tóc che mặt hết trơn luôn rồi. Tóc che mặt thì mình cắt ngang cho nó là xong rồi. Hợp lý, để tôi cắt cho. Cắt đi Quen ơi, tôi dẹp mấy cái này. Anh sẽ hớt mấy ngón cho mày nha. Sao? Vậy là tụi mình đã hoàn thành tạo kiểu tóc cho con búp bê đầu cỏ nè các bạn. Đợi cắt đợi kia xong rồi chấm điểm luôn nha. Coi bộ, tạo mẫu tóc từ cỏ nhân tạo nó còn dễ hơn cỏ thiệt nữa nha các bạn. Để tôi coi chiều nay đợi cỏ thiệt làm kiểu tóc sao. Rồi, dọn dẹp đi mọi người. Rồi, dọn dẹp đây. Dọn đi. Coi lại đây. Không được rồi Thanh ơi, mình buộc nó không có điều. Tóc nó lia chia nè. Thôi mình lấy kéo cắt gọn lại đi. Đây nè, mấy cọng này nè. Cắt nó đi. Cắt bên đây. Đó. Cái mặt nó nè. Xong rồi đó Ngọc ơi, đưa tao hai cọng thun màu xanh coi. Nè mày, mỗi bên tóc mình sẽ cột thêm một cọng thun màu xanh cho nó gọn thêm nha các bạn. Một kỹ kỹ á nha. Biết rồi mày ơi. Chưa mày, của tao xong rồi nè. Đâu để coi coi. Cái con của mình ở đây đang đẹp mà tự nhiên có mấy cọng thun màu vàng ở đây, nhìn mắt thẩm mỹ quá. Bây giờ mình kiếm mấy cọng thun màu khác thay vô nhìn cho dễ thương. Vậy mày lấy sợi dây thun màu xanh á cột vô đi, còn tao đi kiếm sợi dây màu đỏ làm cái nơ đeo vô cho nó. Mày đi đây. Màu gì ta? Màu xanh đi. Xong rồi nè, mày coi thử coi. Coi. Sao được không? Trời đất ơi. Mày cột hay thấy ghê đúng không Ngọc? Con búp bê của người ta hồi nãy còn lành lặn, mày cột xong nó bị khuyết tật luôn rồi. Một bên tay nhỏ nè. Thấy vậy thôi chứ khó lắm mày ơi. Rồi cái nơi mày đâu rồi? Đây nè. Mày cũng rảnh quá ha. Cầm đi tao cột vô coi. Đó thấy không? Còn ai để ý tới tay bự tay nhỏ nữa đâu. Mẹ anh đi. Giờ bớt tay bự tay nhỏ rồi nè. Xong rồi đó. Làm đi, tao lấy cái nơ gắn thêm. Ok. Chỉnh lại cái. Gắn anh đậu ở đây. Đây ha. Rồi, từ. Đấy, đẹp rồi đó. Quá đẹp luôn. Vậy là hai anh em mình đã hoàn thành xong kiểu tóc cho con búp bê cỏ rồi nha các bạn. Vậy để tao dọn dẹp mấy cái dụng cụ hớt tóc này cho. Còn mày đem con búp bê cỏ này vô chỗ trình với anh Vinh đi. Ok. Dọn dẹp đi nha. Biết rồi. Các bạn thấy vậy thôi chứ mấy cọng cỏ nó yếu dữ lắm, đụng tay mạnh cái là nó gãy à, cho nên mình phải làm nhẹ nhàng. Bên đây có mấy cọng cỏ hư nè chị Hảo. Ê đi, chị mới vừa nói luôn á, làm nhẹ nhàng thôi. Sao tóc gọn gàng rồi đó, Tiên lấy cọng thun cuộn tóc cho nó đi. Dạ. Rồi chị tính tóc nó lại giúp em đi. Rồi nè, cầm dây thun trọng vô nè. Rồi, để vướng díu là gãy hết á. Rồi, cái màu hồng ha. Ơi, túm đây nè, túm đây. Trời ơi, khó khăn dữ hả? Ê, có chung nó gãy đâu nhỏ này, hậu đậu dữ hả trời.
Rồi. Buông đi không ra. Rồi buông ra. Ok quá đẹp. Màu xanh đi ha. Thôi một cam đi, chín một cam mà. Dạ. Nhẹ nhàng thôi Tiên. Rồi đó, ok, được rồi đó. Rồi thả cổng vô hôn đi. Đây. Xong. Vậy là tụi mình đã hoàn thành xong tóc búp bê đầu cỏ nè các bạn. Đẹp chưa, đẹp chưa? Chị Thảo ơi. Gì? Em có điều thắc mắc nè. Con này là con trai hay con gái vậy? Tất nhiên là con gái rồi. Không biết tóc dài hả? Con gái sẽ có râu. Đâu? Trời. Cưng không nói là chị không để ý luôn á. Có râu như vậy chắc ăn là con trai rồi. Con trai sẽ có cái nơ màu hồng nè. Ủa? Rốt cuộc con này là con trai hay con gái gì trời? Thôi cắt râu trở thành gái chị Thảo ơi. Nhìn ghê quá à. Chắc là rễ mấy cái cỏ này mọc xuống á. Rồi cắt nè. Lột cái đi Tiến. Đây. Bên đây nữa nè. Bởi vậy có người mẫu ngồi đây dễ làm liền thấy chưa? Dễ cái gì mà dễ, sớm giờ anh ngồi đây chờ một tiếng đồng hồ rồi đó, đau lưng muốn chết luôn nè, nhanh đi. Gì vậy? Tự nhiên anh hết đau lưng ngang rồi mấy đứa ơi, chứ thông thả làm nha, đây tới chiều anh rảnh lắm đó. Thấy chưa, cái gì mà không mua được bằng tiền á thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Làm cái bánh bèo. Anh Phong, xong rồi nè. Đâu đưa anh coi coi. Nè. Ủa, hai đứa kêu anh tới đây là để làm gì? Thì làm người mẫu. Hớt có giống tóc của anh đâu mà kêu anh ngồi đây làm người mẫu. Thì chụp chặt cái hụt một xíu, thông cảm nha anh trai. Thôi, có gì đâu, tuổi trẻ mà, ai cũng mắc sai lầm. Mai mốt có chuyện gì cần nhờ á, thì cứ nói cho anh. Đừng có ngại ha, anh đi về. Anh em không... Thì cuộc thi cắt tóc này, đây là phần quà giải nhất và đây là giải nhì. Tiên nào cắt tóc xong đầu tiên. Đợi em. Đây bên đây. Anh. Đây cầm giúp anh đi. Thế sao anh? Đây là con búp bê cỏ ban đầu của anh mua cho tụi bay đó hả? Chính là nó. Đây là kiểu tóc gì? Gái Nhật đó. Mày tên thì ta nè. Ê ê ê. Rớt. Chạy ra sao rớt anh? Thiếu sáng tạo. Thiếu sáng tạo đúng không? Đợi một xíu đây. Mày. Cô gái có râu. Đủ rồi. À. Ôi, hay quá trời ơi. Rồi rồi phải rồi phải. Rớt. Ờ, kìa, đèn mà rớt anh. Đúng rồi. Tổn thương thị giác của anh quá. Thôi tôi đợi em. Tôi em nè anh ơi. Tôi em hoàn thành xong thứ mấy? Thứ hai. Trời đất ơi. Nhìn đi, nhìn đi. Nhìn cái con búp bê của người ta nè. Cái đội người ta có giải là gì nè mấy đại ca. Ờ, ở dưới cái cổ của con này nó bị bú hay gì vậy? Trời ơi Thanh ơi Thanh, có cái việc xé con bướm bướm mày làm cũng không xong nữa. Chết em. Ơi chị đẹp. Đó, đẹp chưa các bạn, nhìn đi. Cái này là cái gốc nè, tới cái thân, cuối cùng là cái lá. Đúng rồi, như điểm anh nhìn. Cao ha. Trời ơi, tính chấm cho nó điểm cao mà nhìn lại thấy da đậu đây bị gách không các bạn? Đó, cái kiểu này mà tương lai hai đứa này nó có mở salon tóc ha. Mấy đứa ở đây và các bạn khán giả đừng có bao giờ tới ủng hộ nó nha. Chứ bây giờ nó cắt tóc xong mấy đứa đó, nó lấy thùng đồ nó chắn gách da đầu lồi cái não ra đó. Thôi, 8 điểm à. 8 điểm cũng được rồi. Đợi cuối đúng không? Dạ. Rồi. Giới thiệu đi. Xin trân trọng giới thiệu với anh Vinh và các bạn khán giả tác phẩm nghệ thuật Người đàn ông lịch lãm. Đầu đinh gì nói đầu đinh đi. Mày làm cái gì ghê vậy? Đầu đinh đó mà đầu đinh anh. Đây là kiểu tóc bumbador của nam giới đó. Quá đẹp. Nó đẹp chưa? Rõ ràng đây là đầu đinh mà. Chứ bumbador cái gì ở đây? À, cái con này ha. Bảy đẹp. Game over. Rồi vậy chó là đó nè. Hãy đây hạng nhất là con mèo bự màu hồng, còn hạng nhì là con mèo nhỏ màu tím. Hạng tư có giải không anh? Đúng rồi, hạng tư anh. Hạng ba chưa có giải nữa kìa. Cái con này của mày giải gì? Cầm đi, đi về đây ông nội. Thánh thần ơi, chơi tóc giả nữa. Mày ơi, thôi đi về đi. Rồi hè chốt lại là video cắt tóc đến đây là kết thúc. Và chúc các bạn có một năm mới vui vẻ và có thêm nhiều sức khỏe để mà vào kênh Tony TV của mình xem nhiều một chút xíu. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye.
Ê Ngọc, ban đầu anh Vinh nói đội duy nhất là được 2 triệu, giờ đứa có con mèo hả? Rồi thằng nào dữ? Đâu? Đây nè. Cái gì không? Giải thưởng, giải thưởng. Mày cái tao cái. Ê, mở ra thử coi. Ừ. Đây đi. Đây. Ê, ê, mày được nhiêu hả? Tao được 1 triệu. Tao không được 1 triệu nè. Thì phải rồi, mày 1 triệu, tao 1 triệu là 2 triệu. Còn con này ăn thưởng tim. Ê, ừ. Ai giữ, tao giữ cho. Thôi, để tao, thôi tao cho. Cho mày, đi. Thú vị quá đã.